rồi anh nói cho anh xin chụp tấm hình, rồi anh sẽ phóng ra, rồi anh sẽ gửi lại địa chỉ. Thì chú cũng nói là Ninh Tân, Ninh Hòa, Khánh Hòa ở đây mà, xin 2-3 lần rồi thôi cho anh chụp. Nhưng mà tôi nói trước, anh chụp có trong máy anh á, chứ còn khi anh phóng ra không có, nó cắn xác à, không thấy đâu. Anh nói không, mà tôi là chuyên gia rồi này kia mà. Nhưng mà cuối cùng tôi chờ không biết, đây hình như là cũng khoảng cái tầm trên 10 năm chứ không hả. Trong máy thì anh, giờ anh chụp xong dòm thấy đó, nhưng giờ anh phóng ra nó cục tóc còn trắng xác, không thấy tóc. Như với mấy tóc dài của chú vậy, việc sinh hoạt tắm rửa thì nó gặp khó bình chứ? Bình thường. Tắm rồi bình thường. Rồi chú sẽ sử dụng đấy, cái xà phòng như là bình thường hả chú? Đúng rồi, nhưng mà nó có khác với chú xíu là ví dụ anh gội xà phòng xong thì cũng phải tắm lại rượu. Gội rượu. Rượu trắng thường sử dụng đó. Rượu. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Nhân đang có mặt ở Ninh Tân, Ninh Hòa thuộc Khánh Hòa nha cả nhà. Và hôm nay đi ngang qua địa phương này thì Nhân biết được ở nơi đây có một nhân vật cũng rất là đặc biệt, và Nhân sẽ chia sẻ với cả nhà về câu chuyện này. Người đàn ông đang đứng ngay phía trước mặt Nhân đây chính là chú Hồ Vũ. Chú là một người nông dân cũng bình thường thôi cả nhà. Tuy nhiên thì cả nhà cũng thấy đây, cái mái tóc của chú rất là đặc biệt. Nó không có giống như mái tóc của mình mà dài gần chạm đến gót chân và bết lại thành một cái lọn tóc mà ở người miền Tây, người Bến Tre Nhân vẫn hay gọi là mái tóc đanh. Và những người có mái tóc đanh này thì thường sẽ có những sự kiện, những câu chuyện có phần nào đó tâm linh và kỳ lạ về việc mà họ để cái mái tóc như vậy. Cụ thể cái câu chuyện này như thế nào thì bây giờ mời cả nhà sẽ cùng Nhân gặp chú và tìm hiểu nha. Chú lấy cho con coi thử nó dài là như thế nào được không chú? Thì nó dài vậy thôi. À. Vậy thôi chứ gì đâu. Nếu mà tính là một mét, hai mét đâu. Không có đâu. Bây giờ không có cho là khúc vậy được rồi. Cái lạ cái chỗ là chẳng qua nó kết lại thôi. Chứ không có gì khác hết. Cũng như tóc con vậy thôi. Cũng là một cái chất nhựa thôi chứ có gì đâu. Dạ. Thấy không? Thế không có gì khác, trong cơ thể con người ai cũng như nhau cả. Đó. Tại vì khi mà con tới Khánh Hòa thì bà con ở đây có nói là ở Ninh Hòa, chỉ có tụi con một cái dữ liệu thôi, rất là ngắn. Nên là ở Ninh Hòa nó có một chú mà tóc rất là dài. Thì nghe như vậy thì sáng nay con ở Nha Trang thì con chạy ra đây con coi thử như thế nào. Mà quả thật là tới thấy tóc của chú á, nó bết lại giống như một số người mà con đã từng gặp ở miền Tây. Thì đúng rồi. Nhưng mà cái việc tóc dài như vậy chú đi tiệc đám rồi ra sao chú? Bình thường. Ví dụ là ma chay cứ hỏi thì chú vẫn đi bình thường, mời thì chú vẫn đi thôi. Mình tôn trọng cái thiệp người ta đã cầm tới nhà. Mình tôn trọng người ta chỗ đó, người ta nghĩ tới mình thì mình phải nghĩ gì người ta vậy thôi, bình thường. Chú khi nãy chú ngại người lạ đụng vào tóc chú á, thì những cái tiệc đám mà đông đúc như vậy á, cái mà họ mạo phạm họ đụng vào không? Không. Chú nói thiệt luôn là có một lần chú đi Gia Lai lên đám cưới thằng cháu, con đứa thằng em thôi. Thì nó anh này là hồi là chú cũng dở cái chỗ này, nó anh này nhiếp gia ở Khánh Hòa mình. Đó, mà anh nó có trường nhiếp gia gì là lớn nhất ở Nha Trang mình nè. Nha Trang mình có cái trường nhiếp gia là trường gì ta? Trường nhiếp ảnh á, chụp ảnh á. Nhiếp ảnh. Chắc là học bên văn hóa nghệ thuật. Bên văn hóa nghệ thuật gì đó. Đó. Anh này lớn tuổi rồi, cũng cứng rồi, cũng tương đối là cứng tuổi. Rồi anh nói cho anh xin chụp tấm hình. Rồi anh sẽ phóng ra, rồi anh sẽ gửi lại địa chỉ. Thì chú cũng nói là Ninh Tân, Ninh Hòa, Khánh Hòa ở đây mà. Đây chẳng qua đi đám cưới thôi mà. Đó, là anh xin 2-3 lần. Rồi thôi cho anh chụp, nhưng mà tôi nói trước, anh chụp có trong máy anh á, nghe không? Chứ còn khi anh phóng ra không có, nó cắn xác à, không thấy đâu. Anh nói không, mà tôi là chuyên gia rồi này kia mà. Anh hứa danh dự là tôi sẽ gửi cho anh, dù có không có tôi cũng phải gửi. Đó, rồi chụp 2 lần, anh chụp 2 lần vậy đó. Đó, rồi nhờ anh bạn nào chụp gì anh nữa không, chụp vô với chú.
Nhưng mà cuối cùng chú cho biết đây hình như là cũng khoảng cái tầm trên 10 năm chứ không hả? Trên 10 năm. Tức là lúc đó mái tóc của chú đã dài tới mông rồi. À. Lúc đó là nó dài tới qua khỏi mông. Nhưng mà ai nói là bức hình không có cái gì hết chú hay là chú nói á? À, chú nói là chụp sẽ không được chụp đâu. Không có. À. Chụp không có. Trong máy thì anh giờ anh chụp xong dòm thấy đó. Nhưng về anh phóng ra nó cục tóc nó trắng xác, không thấy tóc. Con cũng chia sẻ với chú cái điều là khi nãy á, tụi con tìm lên trên mạng tụi con tìm không ra bức ảnh. Có bài viết nói về chú là tóc dài 30 năm nhưng mà không có bức ảnh. Cái bài viết 2016 à? Đúng rồi, uống đi con. Nay thì nếu mà tính là chú được 35 năm rồi thôi chú. Tóc chú để nè. Chắc cái tầm không có đâu. Chắc tầm cũng cho 30 kia trở lại đi chứ gì đó. 30 năm năm nay là chú coi như là chú để hàng tóc 6, chú mới hàng 6. Hàng 6 là hồi nhỏ là tóc chú bình thường, tới lúc bao nhiêu tuổi là bắt đầu tóc chú dài ra như thế này chú và nó bớt lại. Không, nói vậy thì nó không đúng. Nói thì nói cho nó có một cái gì cho nó có nó, người nghe người ta thông cảm được. Dạ. Phải không? Chứ không phải mình nói huyền quá đâm ra chỗ tào lao. Dạ. Đúng không? À. Mời chú. Có nghĩa là chú phải có một cái gì. Tất nhiên con người là ví dụ con muốn một cái gì đó, phải không? Thích một cái gì đó thì con theo cái gì đó thì tất nhiên là sẽ có một cái chân tướng của cái ví dụ con thích đam mê vào cái gì đó, ví dụ vẽ hình hoặc giả là chụp ảnh gì đó thì tất nhiên con cố công thì con sẽ đạt tới đích thôi, đúng không? Đó, thì chú cũng vậy. Đó, chú cũng phải có một cái gì đó. Đó. Rồi nó mới kết được tóc chứ, ai cũng vậy thôi. À, nói cho đúng là như vậy. Chứ không phải là nói không mà nói vậy là không đúng. À, tuyệt lòng là như vậy. Và hồi đó thì chú có cái chuyện gì chú thể chia sẻ được không chú? Hay là chú muốn giữ kín lại? Cái này hồi nãy như chú nói với con từ ban đầu. Dạ. Học chỉ nhiêu đó thôi. Dạ. À, học cái đạo đó đó. Đạo làm người á? Đạo làm người đó thôi. Trước đó thì chú cũng chưa biết về cái khái... Tất nhiên là phải có người hướng dẫn chứ. Đi như thế nào? Mà mình học như thế nào đó, nói vậy. Cái này con cũng chia sẻ với chú, không biết là chú có đồng quan điểm với con không. Con thì vừa rồi con có xuống tìm hiểu về đạo Bộ Sơn Kỳ Hương nè, đạo Phật Giáo Hảo nè. Những người đồng đạo đó thì họ cũng có một cái thói quen là để tóc dài, họ muốn là và mặc bộ đồ màu chàm, có nghĩa là họ muốn là giữ cái nguyên gốc của con người, tóc dài và một cách đơn giản nhất. Thì có giống như là quan điểm của chú không chú? Cái này nói chung là theo như chú nghĩ thì cái đó là mỗi nó cũng như hồi nãy gói thuốc mà chú nói với con vậy. Khi mỗi một con người học đến mức độ đó ra đây rồi phân bổ ra thêm một cái gì đó vô là cho đó là của riêng mình. À, chứ còn thiệt ra con gốc một à, cho nó không có nhiều đâu. Nhưng chẳng qua là ví dụ anh này anh đạt tới mức đây rồi anh nhìn thời thế để anh phân bổ ra nó thành nhiều. Chứ thiệt ra không có nhiều đâu. Chỉ có một gốc một. Đạo làm người không vượt qua đó được là con không có học một cái thứ gì được cả, không có theo một cái pháp môn nào được. À, Cao Đài Hòa Hảo Bà La Môn hay Phật giáo Thiên Chúa giáo đó là một cái pháp môn, chứ không phải nói là đạo. Đạo là chỉ có một, đạo và đời, nó giữ có hai cái đó thôi. À, mọi người như tụi con đây ai cũng có đạo cả thì chú cũng đạo đó thôi. Chứ không có huyền hoặc đâu, không có một cái gì gọi là nó xa rời với con người hết. Thôi thì tạm gọi đó là một cái huyền cơ mà chú không thể tiết lộ. Không phải. Nhưng mà tụi con... Nó cũng không có gọi là huyền cơ gì hết. Khi con... Bây giờ tại vì nếu tụi con không phải là người trong cái đại khái là ví dụ như con học một cái nghề kara đi, cái thợ máy đi, đúng không? Thợ máy dầu. Thì con chuyên về dầu nói ra con biết liền, hay là chuyên về xăng nói ra cái trở ngại của xăng là con biết liền. À, chứ giờ tụi con không nằm trong cái đó thì bây giờ chú nói thì mình cũng khó hiểu, tụi con cũng không hiểu được. À. Nhưng mà có thể chú chia sẻ thì tụi con biết, có thể là chú hướng dẫn cho tụi con biết thêm về cái đó. Thì học một môn đó thôi. À, chú có học nó sẽ để ra môn đó. Nó sẽ để ra trong quá trình con làm, con học cái môn đạo đó thôi. Dạ, dạ. Đạo làm người đó là nó để làm là trong quá trình giữ đó. Giữ tốt cái đạo làm người thì những chuyện còn lại sẽ từ từ. Rồi con sẽ biết.
trong rồi, cái ví dụ người ta nói về ngũ hành bát quái này kia nó không có đâu xa hết, trong cái bản thân con đó thôi. Do không ai chỉ, không ai hướng dẫn rồi con không theo, cứ nay tiền mai gạo, mốt đi du lịch, bữa kia đi này kia thì nó sẽ che bít con ngay. Đó. Thành thử tìm không ra. Đó, chứ còn ví dụ con chuyên về nó thì nó sẽ ra ngay vậy. Thấy không? Tại sao con người chia làm ba giai đoạn đó? Thấy không? Nghe nó hơi nghịch từ tai đó. Nhưng mà khi giải thích ra thì nó đúng là như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà chú có nói thêm hay chăng nữa thì con tụi con cũng còn ngưng, có nghĩa là đi trên mây. Ông mẹ ông nói quá, đúng không? Đó. Thôi thì bây giờ mình nói một cái đơn giản hơn, đó là với một người bình thường khi mà không có gọi là tắm gội đó chút, thì cái tóc ví dụ như bảy, mình khoảng nếu nó tắm gội chú không đồng ý. Dạ dạ. Chú dứt khoát không đồng ý cái chuyện đó. Phải tắm gội gì đó, bất dẫn đi. Con ngồi một ngày thôi, ngồi khăm trên bàn máy vi tính đi, đúng không? Con làm việc bằng trí óc thì tất nhiên phải, mặc dù nó không mệt mỏi găm cơ nhưng hệ thần kinh nó cũng phải làm việc chứ, đúng không? Thì buộc nó phải tiết bài tiết cái mồ hôi. Dạ đúng rồi. Con người ai cũng có. Người ta nói con người tại sao là máu da vàng máu đỏ cắt ra anh nào cũng như nhau cả, nhưng xét nghiệm lại máu khác nha. Không lấy máu này chung máu kia được, không được đâu, phải kiểm tra đàng hoàng đó, đúng không? Thì như vậy cái mồ hôi không ai giống ai. Dạ. Thì nói đơn giản một cái vậy đi, đúng không? Buộc con phải tắm chứ, cũng tắm cho nó bay một giấm sao chịu nổi. Đúng không? Dạ chú. Màu gần chịu không nổi chứ đừng đi chịu. Như với mấy tóc dài của chú vậy, việc sinh hoạt tắm rửa thì nó gặp khó. Bình thường. Tắm rồi bình thường. Và nó cứng, con thấy nó cứng, nó như là... Không, nó cũng vậy thôi, nó cũng... Vì nó kết lại thì nó phải cứng. Đó, nhưng mà bóp nó vẫn mềm chứ, nó vẫn mềm là quá vậy. Chứ đâu phải nó cứng ngắt như ấy đâu. Phải không? Nó vẫn mềm, mình bóp mình vắt ra chứ. Cái này con theo cái cảm nhận của con nha. Khi mà con vào á, con cứ nghĩ là chú bẻ lại cho nó gọn lại một tí. Cái đầu tóc á. Và nếu nãy giờ nhìn kỳ á, nó giống biết gì không ạ? Nó giống cái đầu con rắn á. Như vậy thì cái việc sinh hoạt của chú thì cách khoảng mấy ngày thì chú sẽ vệ sinh cái phần tóc hả chú? Đầu tóc là phải, ví dụ nào nên làm đi cuốc đất thì phải tắm gội chứ. Nói chung con làm cái gì hả, đổ mồ hôi là buộc phải tắm. Tắm gội chứ không tắm không bao giờ ngủ được. Nói tắm vậy đó chứ đừng nói. Rồi chú sẽ sử dụng đi. Cái xà phòng như là bình thường hả chú? Đúng rồi. Nhưng mà nó có khác một chút xíu là ví dụ gội xà phòng xong thì cũng phải tắm lại rượu. Gội rượu lại. Đó như vậy. Gội rượu. Rượu trắng thường sử dụng đó. Rượu trắng. Lại thôi. Khi nãy tụi con vào á, tụi con thấy chú đang đi cắt cỏ cho bò ăn. Dạ. Thì cái mái tóc của chú lúc đó chú xả thẳng xuống là xem như là nó gần đến cái gót chân luôn. Và con còn nghe cô nói là hồi trước nó còn đụng tới chân rồi, và tới đất luôn. Nó dài một khúc nữa chú xuống một khúc bỏ đi. Thì mình mang cái thể xác này còn phải làm ăn mà. Là chú tự tay chú cắt cái phần tóc đó đi, bớt đi và gọn cái đầu xuống lại. Một khúc đó. Nhưng mà những cái người mà con cũng từng gặp nhiều người mà có mái tóc đanh như chú, gọi là mái tóc đanh đúng không chú? Tóc rối. Tóc rối hả? Dạ. Ở miền Trung thấy đầu bù tóc rối. À, đầu bù tóc rối. Chị tử chung mới nói tụi con nghiên cứu cái đó. Dạ. Đừng đi theo con người chi mất công. Đầu bù tóc rối lâu. À, đi tìm cái kia cái nguồn gốc đó. Dạ. Dạ, mới thấy được cái. Rồi khi mà chú ấy, tự tay chú cắt cái phần lọn tóc ở dưới cùng đi á, thì chú có cơ thể của chú có cảm thấy như thế nào hay là bình thường? Móng tay con dài cắt có đau không? Dạ. Không đau. Đúng không? Thì tóc phải cắt mỗi ngày, mỗi tuần, rau phải cạo chứ không để cho được. Yeah. Bởi không vì nó vậy nó không đồng. Chứ sao nữa? Cũng như cái cây con chặt đi nó đâu có đau đâu, đấy gì đâu. Yeah. Bởi vì con hỏi chú như vậy bởi vì những cái người mà con từng gặp thì họ đều nói là cái lý do khi mà họ cắt đi là họ sẽ bị bệnh hoặc là có một cái vấn đề gì đó. Cái người ta đặt vấn đề. Dạ. À, người ta cho là nó huyền hoặc.
chú không có gì gọi mờ ám huyền huyền mặt đó. Dạ. Nó huyền mặt ở cái khúc nào đó thì cũng có chứ không phải là không, mình không phủ nhận là không có huyền bí, đúng không? Có huyền bí mới có là khoa học, thì như vậy mình không phủ nhận nó, nhưng mà cái nào nó đúng thì mình nói đúng, đừng đặt quá. Dạ. Vì tụi mày nghe đâm ra cái chỗ hơi chán ván đi, biết không? Không, mà con xin lỗi con cắt ngang lời chú là nãy giờ con chưa hỏi nha, bây giờ con hỏi một câu nha. Vậy thì chú để cái mái tóc này thì chú theo cái khuynh hướng về khoa học hay là khuynh hướng về huyền bí? Cái này này, nếu nói về khoa học thì nó diễn giải này, hồi nãy giờ ta nói cũng gần hết rồi. Dạ. Nó thực tế mà, chứ nó đâu có gì gọi là huyền mơ hồ hoặc giả là không rõ ràng đâu, thấy không? Nhưng mà cái này là cả hai luôn, đời và đạo nó phải gắn liền với nhau như vậy. Dạ, vừa mang tính khoa học và vừa mang tính huyền bí nữa. Nhưng mà khoa học thì chú giải thích rồi, mà huyền bí thì mình chưa được biết. Giờ không biết là cái huyền bí thì nó huyền bí như thế nào, cũng hơi khó. Bây giờ con cố gắng con học đi. Học thì à? Nó sẽ ra ở. Nhưng mà bây giờ học thì phải có thầy hướng dẫn. Bây giờ một cái người bình thường mà đi học mà học về huyền bí mà học không có thầy thì làm sao mà biết được chú? Nếu ví dụ chú nói như vậy nè. Dạ. Con nhìn lên khoảng không bao la kia. Dạ rồi. Đúng không? Chú nói có gió. Dạ. Con nói có không? Thì chú nói có thì con cũng thấy có. Đúng vậy. Con thấy có gió kìa. Con nói vậy nó đâu có đúng đâu. À. Thì ý là con đang nghĩ chú là thầy mà. Nó đâu có đúng không? Dạ. Sự thật con không có. Con không thấy, nhưng mà con nói theo chú thấy. Như vậy nó đâu có phải, nó đâu có đúng. Nó cũng không chứng minh về huyền bí mà cũng không có chứng minh về khoa học. À. À, nếu con nói con thấy cái cụm mây kia bay thì chú, điều đó chú chấp nhận được. Thông cảm được. À, nãy chú kêu là cái khoảng không thì con chơi con nhìn cái cây, thì con thấy cây nó lắc lư thì con nghĩ là có gió. À, chắc là do mình nghĩ nó chưa có sale á. Con đừng có nghĩ cái gì gọi là nó cao siêu lắm. À, nó đừng nghĩ xa rồi quá. Đó, mình cứ nghĩ hiện tại và thực tế đây đi. Dạ. À, nó dễ dàng hơn. Giật mình mà để khoảng không mình mà. Mình cảm giác không khó em chịu luôn. Đó nha. Đúng rồi. Mà ngang cắn tay là em muốn hớt liền à. Không phải là con nói thì nó đúng vậy, đúng như cái lối tụi con hồi trước chú vậy thôi, chú cũng nó dài dài là thấy cũng khó chịu. Đúng không? Nhưng mà quá trình rồi. Ví dụ như mày đam mê một cái gì đó, mày cứ tập trung vào một hướng đó, mày không có suy nghĩ cái sát na này vứt đi. À, bây giờ mày cứ nghĩ là sau mày sinh ra lớn lên đi làm ăn gì đó, phải không? Như là khi mày ra đi mày mang được gì theo? Không. Như vậy tiếc làm cái gì? Tiếc làm cái gì nữa thì cái bản thân này sao có xa gì đó đâu mà. Thì nói về đạo á, nói chung á, người ta còn cái ngưỡng cửa như này nè. Nó xóa phú cầu bằng, xóa thân để cầu đạo. Cái thân này thì bây giờ mày cứ đi hỏi mấy em thầy chùa hay bất cứ ông nào tu tại gia chăng nữa. À, nhưng mà nói chung làm được thì không được bao nhiêu người. Làm được việc thì không được bao nhiêu người đâu. À, nhưng mà nói chung là cũng có đi tu là tốt rồi, đúng không? À, thì bớt đi cái ngoài đời, bớt đi cái xảo trá rồi này kia vậy thôi. À, cái đạo làm người đó thì bây giờ cũng cứ học. Ta đã nói mày chỉ một môn đó thôi. Dạ. Rồi. Dạ. Là mày sẽ nhìn thấy hết tất cả, không có gì khó. Cái này mà chú để móng tay dài nữa là hợp lý luôn chú ơi. Chị. Dạ. Giống như mái tóc luôn hả chú? Giống mái tóc luôn. Không phải, cái móng tay dài cũng bất tiện, không có làm được việc. À, chú phải chú làm lâu mà. À, dạ. Chú phải làm đủ thứ, phải có nghĩa mình làm mình ăn. Dạ đúng rồi. Tao làm tao ăn, tao không tụng ai hết. Tự tao trả lấy cái nghiệp của tao vậy thôi. Đó. Có lẽ anh em mình cũng lên đường. chú là thay lời muốn nói. Thiệt ra thì khi mà đến đây á, hỏi một số chỗ mọi người không chỉ được cái gần như là nghĩ là bế tắc à. Nhưng mà tự nhiên đi qua đây được cái anh kia anh dẫn qua đây thấy chú bất ngờ luôn mới gặp được. Chào chẳng qua nói chung là đây cũng cái duyên số sao. Chứ đúng ra giờ này mày không gặp chú đâu. Cũng cái duyên rồi. Chú giờ này là chú ở núi rồi chứ không phải thế này. Chiều nay bọn nó có ăn đói thì bà. Cái cỏ lên núi nó là phải cho nó ăn chứ. Đúng không? Mình no thì nó phải no chứ. Chứ để nó đói đâu được đâu. Nếu mình ăn cơm có đồ ăn mà nó ăn rung không đâu chịu. Nó vậy.
cảm ơn chú nhiều dành thời gian cho tụi con tâm sự trò chuyện.